xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về có bao nhiêu số có 4 chữ số nè, lớn hơn 5 ngàn. Thì mình lấy ví dụ về số 5 ngàn luôn. Ví dụ 5000, đây là số có 4 chữ số. Thì cách cơ bản nhất các bạn đếm nè, hàng đơn vị nè, hàng chục nè, hàng trăm nè, hàng nghìn. Vậy số có 4 chữ số gồm có hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm và hàng nghìn. Ok chưa ạ? Rồi, bước tiếp theo các bạn hãy liệt kê ra những số có 4 chữ số mà lớn hơn 5000. Bằng cách thì các bạn chỉ cần lấy 5000 cộng thêm 1 ra 5001. Tiếp tục các bạn cộng thêm 1, 5002. Tiếp tục như vậy các bạn phải tìm ra được cái số cuối cùng của 4 chữ số là 9999. Ok chưa ạ? Rồi, tới đây thì các bạn lại áp dụng dãy số cắt đều, dãy số tự nhiên cắt đều. Thứ nhất, các bạn phải xác định được số hạng đầu, chính là cái số đầu tiên của dãy số, đó là 5001. Tiếp theo đó là các bạn phải xác định được số hạng cuối, chính là cái số cuối cùng của dãy số 9999. Rồi, tiếp theo đó là khoảng cách giữa các số, đó là lấy số hạng thứ hai này trừ đi số hạng thứ nhất, số 2 nè trừ đi nhất. 5002 trừ 5001 bằng mấy ạ? Bằng 1. Nghe chưa ạ? Rồi, cuối cùng đó chính là số lượng số hạng. Đây cũng chính là cái câu trả lời có bao nhiêu số có 4 chữ số và lớn hơn 5000 bằng số hạng cuối trừ số hạng đầu và chia cho khoảng cách rồi cộng 1 bằng số hạng cuối bao nhiêu ạ? Đây, 9999 trừ số hạng đầu, đây 5001 chia cho khoảng cách là bao nhiêu ạ? Khoảng cách đây 1 rồi cộng 1. Rồi, phép tính thì các bạn làm trong ngoặc, rồi tới phép chia, rồi tới phép cộng. Rồi, ra kết quả bao nhiêu các bạn hãy comment kết quả ở phía dưới giúp mình nha các bạn. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.